Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn những bước để đi xe côn một cách đơn giản. Đối với chúng ta thì đi sẽ tầm từ 10 phút hoặc là hơn với tùy người là các bạn sẽ có thể biết cách đi xe côn. Và như hiện nay ở đây thì mình đã có một bạn nữ. Và bạn nữ này thì cũng chưa bao giờ biết đi xe côn cả. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn đấy. Mời bạn lên xe. Bật chìa khóa đây. Đây, như các bạn đã thấy đây chính là màn hình hiển thị LED của WinX hiện đang ở N, tức là số mo đấy. Đấy thì là số bắt đầu đấy. Thì sau khi bật chìa khóa thì các bạn bóp côn và ấn nút đề. Đây là xe đang trong trạng thái khởi động các bạn nhé. Và chúng ta vẫn đang ở N nhé. Thì bắt đầu để đi thì các bạn là côn các bạn vẫn bóp chặt. Các bạn chọn côn và các bạn bắt đầu dậm vào số 1. Bước tiếp theo là bước quan trọng nhất này. Các bạn từ từ nhả côn ra và ga lên. Một cách nhẹ nhàng thôi. Bạn nhả côn nhẹ nhàng, bạn ga nhẹ nhàng rồi. Bạn đi cách từ từ thôi. Đấy, khi chúng ta đã vào số 1 rồi ấy, mà các bạn đã đi được một đoạn ngắn rồi đấy, thì tiếp tục là các bạn lại nhả côn ra một chút rồi các bạn lại bóp côn vào, và sau đó thì các bạn lại gãy chân để gạt lên số 2 để đi tiếp, và cứ thế là tiếp tục. Sau khi số 2 đi được một đoạn thì các bạn lại tiếp tục gạt như thế để gạt lên số 3, số 4 và số 5 và số 6 tùy theo mức độ mà các bạn sử dụng đi nhanh hay đi chậm hay là như nào đấy thì tùy các bạn nhé. Như đây mình tiếp tục là bạn sẽ đi một đoạn, sau đó thì bạn sẽ gãy côn lên số 2. Đấy, bạn cứ nhả côn ra đi. Rồi bóp côn vào rồi cắn lên số 2. Xăng nhiều mà. Cắn dừng cắn xăng dừng lại. Sau khi các bạn đã biết được những bước cơ bản rồi ấy, thì bước cuối cùng của chúng ta là bước tắt máy. Thì đây là rất đơn giản thôi, là các bạn ở số bất kỳ số nào ấy thì khi về bắt buộc các bạn phải để máy ở số mo nhé. Thế đây là bạn thứ hai đúng không, để tắt máy thì bạn để bốc côn vào và bạn giật nhẹ để về mo và rất là nhớ. Rồi nếu mà bạn lỡ một thì bạn lại gãy lên một tí để nhẹ lên luôn, bạn lại gãy lên. Khi xe nó về N ấy, tức là các bạn có thể tắt máy và dừng xe rồi. Thì lúc này các bạn sẽ tắt chìa khóa và nhả côn. Và chúng ta đã kết thúc những bước đi cơ bản nhất. Lúc những người bắt đầu tập đi xe côn tay. Chào tạm các bạn nhé. Changes.